Chào các bạn. Thì sáng nay mình có cái tin này nè, mà không biết cụ Tý nó biết chưa. Dạ, Tý đang ngồi uống nước kìa. Cụ Tý, hay tin gì chưa? Tin gì? Hôm bữa con chó của anh Quang bị bệnh, rồi tao với ảnh mới chở nó đi lên trung tâm thú y. Rồi bác sĩ không biết khám bệnh gì đó, chiều hôm đó trả về luôn. Rồi tối hôm đó nó chết luôn á. Hèn chi thấy anh Quang buồn hiu à. Sáng nãy anh lại sớm, rồi đi ra ngoài sau ngồi ngoài luôn rồi. Ê, giờ ra ngoài hỏi thăm anh cái coi. Ừ, đi. Kìa, ngồi ngoài kìa. Mà nghe nói con chó nó gần 40kg khiêng chắc nặng lắm ha. Đúng rồi, nặng kỹ tay luôn á. Ê, ê, ê anh Quang kìa. Ê, em nghe nói là con chó của anh nó chết nè hả? Ừ, ờ, đang quay phim hả vậy? Ừ. Đúng rồi. Ờ, chào các bạn nha. Bạn nào theo dõi mình lâu rồi cũng biết mình có một em chó bẹt dê làm bạn đồng hành, cũng khoảng 30-40kg à, nặng lắm. Thì mới hôm bữa mình có dắt nó đi chơi chung, đi quay phim luôn á. Thì có khoảng 10 phút 15 phút không có theo dõi nó thôi. Nó ăn nhầm trà sữa dư của người ta, rồi cái bị ngộ độc. Mình với thằng Phong mới chở lên thú y. Chiều hôm đó cái người ta gọi mình kêu là chở về đi. Thì mình với em của mình mới chăm sóc tới khoảng 12 giờ khuya là nó không qua khỏi luôn các bạn ơi. Sẵn đây thì mình cũng chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn mà thích nuôi chó biết luôn. Đó là cơ thể con chó nó không có phân giải được cái đường ở trong trà sữa. Thì các bạn đừng có nên cho nó ăn những cái đồ gì lạ lạ, với nhất là trà sữa là không nên cho uống luôn. Tại vì có thể là nó sẽ bị sình bụng rồi khó tiêu. Còn dạ dày con chó nào yếu là nó sẽ bị ngộ độc rồi chết luôn á các bạn. Mà hôm bữa em nghe anh nói là anh tính quay clip chung với con chó đúng không? Đúng rồi. Thì mình mới mở kênh YouTube mà, cho nên là tính quay clip chung với con chó đó luôn á. Nhưng mà giờ nó chết rồi, không biết làm sao nữa, chắc không quay luôn. Hay là bây giờ mình mua con chó mới đi anh Quang, vừa đỡ buồn mà anh cũng có con chó để quay clip nữa. Ừ, cũng ý kiến hay á. Thì có thể là mình sẽ mua một con khác luôn các bạn ơi, để lắp vô cái khoảng trống của con cũ cho đỡ buồn. Với lại mình cũng có bạn đồng hành để quay trong những cái clip sắp tới nữa. Thôi để đi, để mình lên YouTube tìm những cái trại uy tín mua các bạn ơi. Chứ những cái trại không tốt, không uy tín là bán mấy bé chó yếu không à. 3 days later. Một giờ rồi. Chuẩn bị đi. Bây giờ mình với em của mình sẽ đi lên trung tâm để đón bé chó về nha các bạn. Do người ta chuyển xe khách cho nên không có gửi tới nhà được. Đây lên chỗ đó cũng khoảng 10 cây số à, cho nên giờ mình phải đi thôi, để trễ các bạn ơi. Giờ hai anh em mình đang đứng ở cái chỗ chút xíu nữa người ta giao chó nè các bạn ơi. Có hẹn trước ở địa điểm này rồi. Mà mấy bạn biết làm sao tụi mình phải nhận chó giữa đêm vậy không? Tại vì chủ trại á thì người ta sẽ giao chó cho xe khách để chuyển tới cho mình. Nhưng mà xe khách thì chạy tuyến cố định, giờ cố định, cho nên là người ta giao dắt nào mình nhận dắt đó thôi, mình không có chủ động được. Thôi, chờ thôi. 5 minutes later. Hiện tại thì hai anh em mình đã nhận được bé chó rồi nha các bạn. Đây, người ta để trong hai cái lồng vậy nè, rồi bao bọc lại cũng kỹ lắm, với lại có cho thêm mấy bọc thức ăn nữa. Thì chắc là mình sẽ đem nó về nhà xong rồi mới mở ra mới được, chứ để ở đây thì xe cộ quá trời luôn, lỡ nó chạy ra đường cái tiêu luôn à. Thôi giờ đem về nhà mình đây. Đây đi, cất lên. Rồi cuối cùng cũng về tới nhà các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mở chuồng cho nó ra ngoài nha. Rồi cắt đi, cắt đi. Rồi. Đang nằm trên này nè. Mở cái đó ra. Cái này người ta gói kỹ quá các bạn ơi. Tại chó nó cũng bự. Đây. Đây đây coi, có bạn mới nè. Bạn mới nè. Bạn mới nè. Rồi mở cái đó ra. Xong. Chắc phải ở dưới này nữa nè.
Rồi bên kia còn không? Được rồi con. Tiếp theo, tiếp theo. Bự quá các bạn ơi. Con này chắc mười mấy ký rồi quá. 3 tháng tuổi rồi đó. Đó. Đây đây đây. Đó 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 đó. Rửa cái này, rửa cái này. Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Mới về nhà là bị tăng động rồi nè. Tha rồi lao của mình chạy nè các bạn. Đó đó đó, rồi đó. Rồi đó, chạy đây, chạy đây. Chạy đây, chạy đây, chạy đây. Khuya rồi, chạy đây. Chạy tôi. Chạy tôi, chạy tôi. Chạy tôi cậu. Chạy tôi ông ơi. À, về nhà ăn hơi thấy nó cũng bắt đầu quen với mình đó các bạn ơi. Giờ mình sẽ cho nó chạy vòng vòng hơi cho thoải mái, rồi hạ nhốt nó cho ngủ nha các bạn. Tại vì con này mình mua ở trên Bảo Lộc Lâm Đồng á, rồi ngồi xe sáng giờ chắc cũng tê chân dữ lắm rồi. Giờ thả ra cái là chạy vòng 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 vậy đó. Rồi qua đây con, chạy đi chơi chút xíu đi rồi đi ngủ nha. Nè 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 nè. Trời sáng rồi các bạn ơi, giờ mình đi ra ngoài mở cửa chuồng cho em chó nó đi ra ngoài nha. Với lại trên tay mình cũng có chuẩn bị sẵn mấy hộp thức ăn nè, để dụ nó coi có quen mình hơn được chút xíu nào không nha. Đó, thức rồi nè, ngồi sẵn đợi thức sớm dữ nha. Rồi nghe một thức ăn thử thử nè. Thì mấy em chó nhà mình á là tối nhốt vô trong chuồng hết, còn ở ngoài là phải bao bọc lưới lại gì nè để cho đừng có muỗi nha các bạn. Chắc ham ra ngoài lắm rồi đó, để mở cửa chuồng cho nó ra mới được. Đây ra con ơi. Đó, ra đi, thức ăn nè. Rồi, ăn dữ rồi. Nước giải không luôn nè. Thì chắc tối á, nó ngủ nguyên đêm rồi cho nên sáng thức dễ đói các bạn ơi. Với lại sáng nay nè, mình có nói với thằng Phong với cô Tí á, là sẽ đem em chó này qua bển khoe với tụi nó. Thì chắc cho em nó ăn xong đi, rồi chạy vòng vòng chút xíu cho thoải mái rồi mình chở đi qua bển nha các bạn. Đâu con ơi, đây đây, coi gói hộp thức ăn nè. Nè nè nè, nó cắn cái tay mình luôn nè các bạn, gặm nè. Chào các bạn, sáng nay mình mới nhận được tin nhắn của anh Quang. Anh mới lấy chó về, chút nữa là anh đem tới khoe với hai anh em mình đó. Ê, nghe nói lần này hình như anh Quang mua chó bạch ghê phải không? Đúng rồi, hồi tối anh mới gửi ảnh cho tao coi nè. Đâu? Thấy không, đã không? Ôi, chó con mà sao nó bự như vậy? Mẹ nó nè, cha nó nè, chào bá luôn đấy chưa. Ê, hình như anh Quang tới rồi kìa. Ê, anh Quang. Ôi, chó đã vậy. Tên là tên gì vậy? Anh chưa có đặt tên cho nó. Anh lấy cái cân thử rồi cân còn nhiều ký. Ok ok. Thấy nó bự quá mà hồi tối giờ mình đem về chưa kịp cân nữa các bạn ơi. Con chó này anh mua ở đâu vậy anh Quang? Anh mua ở trên Bảo Lộc Lâm Đồng á, chỗ mà mình quay phim trước á. Để lên cân thử coi. Thấy nó quen quen với mình đó các bạn. Còn nhiêu ký cô Tí? 14 ký. 14 ký. Ôi chó dữ vậy. Con chó này khoảng được 4 tháng rồi đó các bạn, cho nên là thấy nó cũng hơi bự rồi. Mình mua chó bự bự lần này cho nó cứng cáp á, đặng cho nó. Ê chó nó ngược gà kìa anh Quang. Nó hẹp thịt gà hay. Trời ơi. Ôi, con chó nó hẹp thịt rồi anh Quang. Ê ơi. Chắc nó thèm thịt gà thiệt rồi các bạn ơi. Lần này mình sẽ mua gà cho nó ăn luôn. Thôi, anh chưa sang vậy. Chứ sao? Nó thích gì là anh mua đó cho nó ăn hả? Thích cái món gì là anh mua món đó cho nó ăn liền. Vậy anh mua trà sữa cho nó uống đi. Kiếm chuyện như tao hả Phật? Có đâu. Chó vừa rồi nó mới chết vì cái món trà sữa này, khi mua trà sữa cho chó uống nữa hả? Vậy vậy thôi thôi, mua thịt gà cho nó ăn là được rồi anh ơi. Thì bây giờ thì chắc là mình cho nó chơi đây vòng vòng chút xíu rồi đem về luôn các bạn ơi. Chủ yếu là đem qua khoe với thằng Phong với cô Tí thôi. Hả? Chó này sao em thấy nó giống với thằng chó trước của anh quá vậy? Đúng rồi, cũng dòng bẹp dê mà. Cái con này lớn lên mà nuôi tốt quá ha, là chắc tầm khoảng hơn 40 ký lần đó. Rồi chơi với nó đi, chơi nó đi. Chút xíu nữa anh đem về. Đây, mình đã đem gà về rồi nha các bạn. 20 ký lận, quên 10 ký, còn chó của mình 10 ký. Nè gà nè. Vinh ơi, qua lấy gà nè mày ơi. Coi gà nè.
đâu nè, qua đây lấy. Quang thiệt khô con bún, tao thả ra ngoài rồi tao mở cửa nhảy ra ăn thịt tụi bay luôn á. Rồi sao tao dám qua bển? Mày nè, mày bỏ gà tao vô cái bọc qua đi. Rồi gà cha, lấy đại bỏ mượt ký gà vô bọc qua đi. Để tao lựa cho. Lấy đại đi nhắm chừng bỏ mình 25 kg cũng được đó. Rồi rồi, này nhóm ăn chừng nhiêu ngày trời? Ê, sẵn mày tách cục nhỏ nhỏ vậy, tao cho nó ăn tại chỗ luôn cây. Nhỏ hả? Đây đây có cục dụng nè. Rồi đưa đây. À, quay phim cho các bạn coi. Trời ơi. Để tao quay cho. Mày đưa đây tao quay cho. Trời ơi. Nè con. Bốn. Bốn thịt gà mày không ăn, mày đòi ăn thịt người không vậy bốn? Bốn. Trời ơi, nó thèm thịt người mà. Bốn. Mà đưa cái mặt đó nó. Nè. Kìa. Thịt sống nó lạ mẹ ơi, tại vì biết sao không, tao cho nó ăn thịt chín quen rồi. Giờ thịt sống nó không chịu ăn các bạn ơi. Rồi ra đi con, đi ra khác đi. Ê quay. Mẹ ăn thịt sống rồi cái mẹ. Trời ơi. Biết miếng không vậy, đi ra khác đi. Thôi nè mày bưng cái thùng gà đó đi về đi. Lấy 10 kg bỏ ra ngoài bọc còn lại nhiêu vô thùng nước đá đó, thằng Phong giúp thằng Quang đem về đi. Rồi. Vô 10 kg gà cho thằng Vinh nha các bạn. Để dành cho thằng Bun ăn lần. Còn 10 kg mình đem về cho chó. Đi Quang ơi, bỏ bọc bỏ cho bọc đi. Sao tao chết rồi nè. Nè nè, lưỡi nè. Rồi. Không lên cắn cái chết luôn à. Cục này của nó để vô cho nó luôn. Rồi. Vô đây. Đóng luôn nè các bạn ơi. Đó. Đây. Hôm nay cũng là ngày thứ ba mà em chó này về nhà mình rồi nha các bạn. Thì mình dắt em nó đi vòng vòng đây chút xíu để cho làm quen với khu vực này. Rồi sắp tới mình cũng sẽ dành nhiều thời gian để chăm sóc dạy dỗ của em này luôn. Tại các bạn biết sao không? Đây là một cái dòng chó rất là thông minh. Nhưng mà nếu các bạn không có dạy dỗ kỹ lưỡng á thì nó sẽ trở thành một con chó dữ nha. Mai mốt mình cũng sẽ quay lại nhiều cái clip liên quan tới quá trình phát triển của em này cho các bạn xem. Nếu các bạn thấy clip này hay á thì hãy nhớ bấm vào đăng ký kênh, bấm like, bấm vào cái chuông thông báo để ủng hộ mình nha. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye. Giờ mình dắt em nó đi chơi chút xíu mà được. Đi con. Đi.